Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Double Vlog của Sống Châu Phi. Thì như hôm qua anh em mình đã họp toàn bộ dân bản và đã lên kế hoạch sắp tới xây dựng nhà thờ nha các bạn. Hôm qua anh em mình cũng nói với người dân là mới cùng bác trưởng bản, phó bản là huy động tất cả người dân. Hôm nay là anh em mình đã tập kết vật liệu xây dựng nha các bạn. Nhưng mà đường qua đen quá, đêm qua lại bị mưa các bạn. Nên là xe vẫn chưa vào được, để đang chờ lắng nên là khô, xe chở cát mới chở gạch bắt đầu chuyển vào. Còn là người dân là mình hôm qua mình nói bác trưởng bản là huy động để người dân hôm nay là thu đá các bạn, thu gom đá ở trên núi rơi xuống này để mấy nữa anh em mình xuống móng như bữa trước làm nhà văn hóa đấy các bạn. À bài ao là tên quan tù riêng thì vay tao bác ở cái tên quả đen trời rồi huy động hết các bạn. Hôm nay là 48 người, cả nam cả nữ đấy, kiểu mỗi nhà một người đấy. Chắc là một số người lớn tuổi thì không đi được đấy, nên 48 ấy dắt xe gạt tu đủ riêng tiền đồ bài được. Ê cần bài về. Một giờ vừa mới đến đây các bạn, và bác trưởng bản đang đứng đây chờ mình này. Mọi người đang lên trên này. À anh em mình cũng mua hôm nay cũng mua lương thực lên cho mọi người, gạo cũng như cá với cà chua để tí mọi người cả bản nấu ăn luôn. Tất cả những người làm nha các bạn, thì anh em mình trước mắt anh em mình đang hỗ trợ để cho mọi người cá với lương thực đi, cá này. Cá ngon lắm. Cá khô này. Đây, cá khô cũng như gạo và đưa xoong vào đây, xoong cũng như cà chua để tí sẽ giờ mình lên mình gọi luôn một cắt cử một hai chị phụ nữ xuống nấu ăn để cho mọi người làm việc các bạn. Thì hôm sau bắt khi nào bắt tay vào làm việc ấy thì anh em mình sẽ tính người và sẽ trả lương cho mọi người bằng những để tạo điều kiện cho mọi người trong bán ấy có công việc làm thì mình sẽ trả lương bằng mình thuê thợ bên ngoài thì để hỗ trợ trực tiếp dân bán luôn các bạn. À eu ra qua mà Aaron Messi mình được cái cảm thì mình được cái là tôi cùng một mình về con nhà tại mình được cái tôi mình được cái tôi mình được cái tôi mình được cái papa tình trả tình cô mẹ đây vừa ra cho vừa ra cho vừa ra thì sao để mà nhà của nó hôm nay là ở chỗ khu bữa trước lấy khu này chắc là hết rồi, hôm nay chuyển lên trên đường trên này để xem mọi người khai thác lấy được nhiều chứ. Ui, đường này may là có xe các bạn, bạn có xe của Trung đấy để chở vật liệu này. Toàn dân hôm nay toàn dân mình xem buổi làm tập thể của dân xem có vui không các bạn. Bạn đi bắt lại chào các bạn. Chào các bạn. Chào mình. Ai ra xe cả tinh mui thôi. Đây là ra xe. Buôn đi. Tôi được phát là chào các bạn. Đây. Mua từ bên ta đã. Đây mọi người dân đấy các bạn. Hôm nay người dân này. Từ trên xuống dưới này, từng đoàn một luôn. Mọi người đi khuân đá. Mọi người là tập trung hôm nay là huy động bác trưởng bản như cũng như người dân là hôm nay là huy động toàn dân bản luôn các bạn, đây từng đoàn một đây. Ê, bây giờ mua từ đâu nữa? Vâng đi, vâng đi. Quan đồ Âu gia ra quầm ra Arod công BC. Quan đồ đôi mắt sạch vay cô đi nha. Á? Quan đồ vay cô đi nha. Để bơi tu đồ cô mẹ. À mà số quan ba trai lên đó bơi cũng làm mày bơi mấy mắc chơi này cả. Động viên và động viên mọi người tí các bạn ạ. À. Có là mua gạo cũng như mua cá rồi để mọi người sắp xếp một hai người xuống nấu ăn. Để cả bán làm mà quan người dân nói chung là rất là đói nên là làm việc thì trước mắt hôm nay là vì quá đông nên chưa thể tính toán được trả lương cho mọi người thì mình sẽ có cách hỗ trợ lương thực mọi người sau, còn là trước mắt cứ nấu ăn đó để mọi người ăn làm đó. Đàn ông rồi là phụ nữ rồi rất là nhiều lắm người có điệu quan đi làm này đu đủ nào hả ta đu đủ đi thu đá ở ruộng ngô ấy. Tao này. Mọi người đang đi nhặt gom ở các ruộng ngô ấy.
đá trên núi, trên núi lăn xuống đấy, mọi người đang đi nhặt. Rất là đông luôn. À, anh em mình đã tận dụng nguồn đá của bạn có đấy các bạn, tự nhiên ban cho, cứ bây giờ chỉ có mọi người nhặt gom lại và trở về để bữa sau xuống móng nhà thờ cho chắc chắn. Cũng như cái tiền để mua đá thì mình sẽ trước mắt là hỗ trợ người dân ăn uống, và hôm sau mình sẽ hỗ trợ lương thực. Mọi người rất là nhiệt tình cũng như rất là đoàn kết. Buổi lao động đúng là của toàn dân ấy. Mình đã sắp xếp bác trưởng bản sắp xếp ba chị em phụ nữ là về nấu ăn này. Có gạo có cá mọi người sẽ nấu ăn. Thì bây giờ đã sẽ anh em mình sẽ về bên dưới này để nói mọi người nấu ăn. Nấu cả bao và cả bao gạo các bạn, 50 người mà. 50 người bao gạo 25 cân chắc là đủ đấy. Không đủ lại ra mua tiếp không sao ạ. Để mọi người no bụng để làm việc các bạn. Quát theo đi. Đi vai cái phát là. Quát tụt ra bà bình, eo vai mà mắt ai thì cô nghe bình ngào cô là. Để tụi bố cô mẹ. Hả? Tụi tụi ra bình. Hắn cho các người lòng hủy bà các chơi ra cá. Xây. Quán tụ. Cô mẹ đà ra ta là bồ rôn tụ. Vai cô mẹ. Dùn tụ. Quán tụ á tán lấy bộ mày. Xây. Nguyên tụi bình ca. Xây. Gia rơi na tay nhá. Gia rơi na tay. Sì. Con đồ áo bộ phao nào vài mét à? Gia các bạn ơi, cứ tập kết hôm nay cái tập kết rồi các bạn ạ. Về đằng bên kia mấy em không biết nấu ăn xong chưa. Vừa anh em mình mới ở ngoài chỗ khu đá về nhá. Bây thì ai nè, tiết ra bếp xì. Con đồ cô đi nhà bây nhá.
Mưa của địa mưa chưa xong. Vẫn đang gầy bếp nữa để lấu cá này, kho cá các bạn. Ngoài bố xưa già ta đu ăn thì á. Xin. Con đó gọi bố xưa già đu ăn thì tôi đổ vai ca già. Đấy cô giáo bị ốm mà các em nhỏ nè. Đến ngồi hết để chờ những cô giáo ốm. Với anh em mình hỏi mọi người thì cô giáo bị ốm đang ở nhà ở gần đây, gần ở trong bản này. Thì tí thì khả năng bây giờ anh em mình phải quay ra ngoài thị trấn mua chút đồ các bạn, mua chút đồ để vào thăm cô giáo nhé. Thì thấy vừa vào thấy hỏi các em sao không học mà bác trưởng bản nói là cô giáo ốm, cả hai vợ chồng ốm luôn. Vì ở bên này giờ đang là mùa dịch đấy các bạn, mùa dịch nên người dân cũng hay bị ốm lắm. Nên cả anh em trong team mình Hùng Quà Ca với Quang Dũng cũng ốm mấy ngày hôm nay này, rất là nguy hiểm vì mùa dịch cái sốt rét, toàn bị sốt rét không. Đấy. Bây giờ anh em mình sẽ quay xe ra ngoài thị trấn đấy các bạn, để mọi người cứ thu gom đá vậy thôi. Thì anh em mình cũng mua đã lương thực vào cho các em ấy nấu ăn để tí mọi người nghỉ trưa ăn trưa xong lại tiếp tục làm việc, vì trời thời tiết thì cũng vừa muốn như kiểu muốn mưa nữa cơ. Anh em mình bây giờ phải quay ra ngoài thị trấn mua chút đồ thì tí vào nhà và lại quay lại để thăm cô giáo các bạn. Thì chắc video thăm cô giáo thì mình sẽ đăng vào ngày hôm sau video này nha các bạn, vì thời lượng video anh em mình không thể tải nên quá dài rồi nha các bạn. Thì video sau thì bây giờ anh em mình sẽ ra mua đồ và thăm cô giáo. Nào out of Nuvina camera cô này thì công sumu ajuda professora arra professora está vindo anti thì ra mua tí quà đó, ra ngoài thị trấn quay xe ra ngoài thị trấn mua tí quà vào thăm cô giáo, mà cũng là xem hỏi sức khỏe thăm cô thế nào, không có thể cũng có cần phải đưa ra ngoài ngoài bệnh viện ngoài thị trấn không, thì mời anh em mình sẽ giúp đỡ nha các bạn. Thì video này anh em mình xin dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đông Bộ Lộ Vlog của Sống Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực, xem nhiều video hay, cũng giúp đỡ nhiều người khó khăn trên núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Ok. Để cho nói các em nhỏ về thôi. Giờ cô giáo ốm là cứ mang cặp đến đây ngồi chờ. Ốm cô phải nghỉ vài ngày đi. Quan đồ áo vai này nụ ca già. Á, áo là Barroso già duen đi. Á, để sợ bao nhiêu thì bôi âm nha. Vai chỉ còn à? Hả? Ông trả tiền suất bao nhiêu này ca già? Hả? Tạm biệt là ta duen. Con cặp là cứ đưa cặp đi chơi này. Cô giáo thì ốm. Các em cứ đến ngồi chờ đi các bạn.